Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Món Ngon Mẹ Nấu. Hôm nay Nam muốn chia sẻ cùng các bạn món chẳng rừng nướng than tẩm mè. Gam thịt và chẳng rừng Nam chọn đây các bạn. Phần thịt chẳng rừng nằm tiếp giáp dọc với lại sườn non ở trong thành bụng, nên khi mà nướng rất chi là giòn mà nó cũng không có mỡ các bạn. Hôm nay thì có con gái và con trai mình được nghỉ học, cũng nhân cơ hội ấy thì mình cho các cháu tập làm luôn nhá. Vậy bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với Nam nhá. Rồi chị Hai đi rửa thịt nhá. Cho một ít muối và trà sát cho nó sạch, rồi con cho nước vào rửa sạch để ráo nước nha. Con trai thì đi bóc vỏ tỏi và hành, rồi chuẩn bị thêm các cái gia vị để lát nữa mà chị Hai thái thịt xong thì mình cho vào ướp nha con. Vâng, đây rồi các bạn. Con trai mình cũng đã bóc được 10 tép tỏi và 5 củ hành tím, rồi một số các cái gia vị như là một thìa cà phê bột ngọt, một thìa cà phê tiêu xay. Số tỏi và hành tím này á, một lát nữa Nam sẽ đưa đi giã và mình lấy cái nước cốt để mình ướp thôi các bạn. Rồi thêm một thìa sốt ướp thịt nướng, một thìa hạt nêm cà no, một thìa nước mắm hiệu Nam Ngư, một thìa mật ong vườn nhãn cà phê các bạn, một thìa dầu hào Maggi, một thìa sữa đặc ông thọ. Hôm nay thì Nam dùng sữa đặc ông thọ bởi vì trong sữa thì nó có cái tác dụng là khử độc và làm cho mềm thịt đấy các bạn. Ba thìa dầu ăn tường an và một thìa rượu mai quế lộ. Nếu mình không có rượu mai quế lộ thì xài rượu trắng cũng rất chi là ngon các bạn. Và thêm 100g mè đã bóc vỏ sẵn. Trước khi mà mình nướng thì các bạn rang nó lên cho nó vàng giòn thơm nha. Sau khi mà nướng miếng thịt xong rồi thì mình tẩm với mè thơm, nó vừa giòn mà nó bùi bùi, ăn đã lắm. Đó, thịt thì bây giờ cũng đã rửa sạch và để ráo nước rồi các bạn. Bây giờ mình thái ra cái miếng vừa vừa ăn nha. Này con gái giúp bố thái miếng vừa vừa ăn nha con. Đó, con thái cái miếng vừa vừa như thế này là được này. Mình cũng thái miếng vừa vừa thế này thôi các bạn. Bởi vì khi mình nhất là ướp để cho nó thấm gia vị, và hơn nữa là khi mình nướng á, nó vừa chín ở bên ngoài thì bên trong nó cũng chín vừa là được. Còn nếu mình thái nhỏ quá thì nó dễ bị khô lắm. Con trai thì đi giúp bố nha. Mình giã những cái số hành tỏi này ra để mình lấy nước cốt. Lát nữa chị Hai mà thái thịt xong thì mình cho vào ướp luôn nha con. Thịt nướng khi mà giã được lấy nước cốt để mà ướp thì nó rất chi là thơm. Và khi các bạn nướng nó không bị cháy nữa. Phần chuẩn bị cũng đã xong rồi, bây giờ mình cho vào đây để mình ướp thịt nha các bạn. Hôm nay thì Nam dùng một thìa rượu trắng mình để ướp. Những gia vị còn lại thì như Nam đã giới thiệu cùng các bạn.
trộn đều những cái gia vị này lên và làm cho nó thấm gia vị vào trong thịt, rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh thời gian 3 đến 5 giờ là đem ra nướng được các bạn. Món thịt nướng á, ngoài những cái gia vị mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, trong quá trình tẩm ướp á, mình cũng làm phải làm kỹ để cho nó thấm gia vị, rồi cái thời gian ướp cũng phải đủ cái thời gian để gia vị nó ngấm vào thịt, thì khi mình đem ra nướng nó mới ngon các bạn ơi. Đây này các bạn, thịt cũng đã ướp và đủ thời gian và nó thấm gia vị rồi. Bây giờ chưa nướng mà nó cũng rất chi là thơm rồi đó. Bây giờ Nam dùng cái que xiên để mình xiên vào nhá, rồi mình cho lên nướng. Các bạn xiên như thế này này, xiên miếng thịt như thế này, khi mình nướng á, nó vừa chín bên ngoài thì bên trong nó chín luôn, nó không bị khô các bạn. Nếu mình xoay ngược trở lại á, nướng ở bên ngoài nó chín rồi nhưng mà bên trong á, nó chưa chín. Còn nếu mà mình nướng cả bên trong chín luôn thì có khi miếng thịt nó bị khô quá. Đó, con gái cứ xiên giúp bố như thế này nhá. Còn bây giờ con trai và bố mình đi đốt cái bếp than củi lên nhá. Rồi đấy, cái bếp than củi ấy, thì con cứ đốt như thế này nha. Nó chờ cho nó than hồng cháy lên như thế này này con. Rồi mình cho thịt lên mình nướng nha. Để cái miếng thịt lên nó vừa có cái than hồng nó cháy xèo xèo lên, thậm chí là vui mà nó thơm cực kỳ luôn đấy. Nghe cái tiếng xèo xèo xèo, mùi thơm của cái thịt nướng lên rất chi là hấp dẫn các bạn. Đó, con cứ trở đi, trở đều đều đi nha. Trở đều 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 cái miếng thịt đi. Rất mong các bạn xem video, đăng ký ủng hộ Nam nhé. Các bạn để lại comment để Nam ghé thăm các bạn nha. Và đến bây giờ như thế này này, cái thịt nó vàng như thế này rồi các bạn, nhìn không? Nhìn nó vàng, nó hấp dẫn rồi, như thế này là được rồi đấy. Rồi mình cho ra đĩa, rồi mình lấy cái mè hồi nãy mình mới rang rồi á, mình tẩm vào đây nhé các bạn. Tẩm vào đây rồi mình ăn. Đó, ăn cực kỳ là ngon luôn, nó rất chi là thơm mà nó bùi bùi. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn cho nó nóng á, thì mình có thể lấy miếng thịt mình để lên rồi mình nướng lại một chút xíu, mình đưa lên mình ăn ngay trực tiếp luôn, nó lại càng ngon luôn đấy các bạn. Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nhá. 1, 2, 3, miếng thịt nướng nướng với than củi rất chỉ là vàng giòn, ta rồi mình tẩm với mè đưa ra mình ăn cùng với lại thêm các cái loại rau thơm nữa, và các bạn có thể dùng thêm với bia hoặc với nước ngọt rất chỉ là ngon các bạn. Xin mời các bạn cùng ăn nhé. Nam vừa mới chia sẻ cùng các bạn món chẳng dừng nướng than củi tẩm mè. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Happy New Year. Goodbye, you guys.